Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 306 phiếu cho Biden, 232 phiếu cho Trump, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Trong khi thẩm phán bang Pennsylvania vào ngày 12 tháng 11 đã ra phán quyết có lợi cho ông Trump, đánh dấu chiến thắng pháp lý đầu tiên của ông Tổng thống sắp mãn nhiệm, thì các hãng truyền thông lớn của Mỹ vào ngày 13 tháng 11 đã thông báo ông Biden đã đắc cử Tổng thống với 306 phiếu đại cử tri, còn ông Donald Trump chỉ giành được có 232 phiếu mà thôi. Một diễn biến đáng ghi nhận khác là Trung Quốc đã chính thức chúc mừng tân Tổng thống Hoa Kỳ sau một tuần dè dặt. Và chánh án Marie của tòa án Pennsylvania vào ngày 12 tháng 11 đã ra lệnh không tính các phiếu bầu được bổ sung thông tin nhận dạng cử tri sau ngày 9 tháng 11. Đây là hình ảnh chánh án Marie của tòa án Pennsylvania. Số phiếu bầu thuộc dạng này có thể lên tới hàng ngàn phiếu. Trước đó, trong một phán quyết vào ngày 5 tháng 11, tòa đã yêu cầu tách riêng các phiếu bầu này cho đến khi có phán quyết nên làm gì tiếp theo. Theo luật của Pennsylvania, cử tri có tối đa 6 ngày sau bầu cử để bổ sung hoặc sửa chữa các bằng chứng nhận dạng cử tri. Do cuộc bầu cử năm nay rơi vào ngày 3 tháng 11, nên hạn chót để hoàn tất việc bổ sung sửa chữa này là ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, sau khi tòa án tối cao Pennsylvania ra tuyên bố phán quyết rằng các lá phiếu gửi qua thư có thể được chấp nhận 3 ngày sau ngày bầu cử, tức ngày 6 tháng 11, bà Cathy, một bộ trưởng của khối thịnh vượng chung Pennsylvania, đã đưa ra một hướng dẫn kéo dài thời gian nhận thông tin nhận dạng cử tri đến ngày 12 tháng 11. Hướng dẫn này được ban hành chỉ 2 ngày trước ngày bầu cử. Thẩm phán Levitt khẳng định rằng bà Kenty không đủ thẩm quyền để ban hành hướng dẫn lại vào ngày 1 tháng 11. Trên cơ sở đó, chánh án Levitt yêu cầu Ủy ban bầu cử Pennsylvania không kiểm các lá phiếu bầu được bổ sung thông tin khi nhận dạng cử tri sau ngày 9 tháng 11. Phán quyết vào hôm 12 tháng 11 tại bang Pennsylvania đã được coi là chiến thắng pháp lý đầu tiên của chiến dịch tranh cử của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đứng bên ngoài trung tâm hội nghị ở Pennsylvania trong ngày 9 tháng 11 năm 2020. Chiến thắng này có giá trị tinh thần rất lớn, có tác dụng khích lệ phe ông Trump tiếp tục trận chiến pháp lý dự báo còn kéo dài ở nhiều bang khác nhau và nhiều địa điểm khác nhau. Truyền thông cho biết chiến dịch của ông Trump đã đệ đơn đến 20 vụ kiện ở các bang chiến trường. Tại chính bang Pennsylvania, nhóm của ông Trump đang tìm cách hủy bỏ hơn 10.000 phiếu, bao gồm 8.000 phiếu bầu tại thành phố Philadelphia đã có những sai sót nhỏ thuộc về lỗi kỹ thuật như kiểu cử tri quên không để ngày tháng cạnh chữ ký và khoảng 2.000 lá phiếu tại quận Brooklyn có mắc những lỗi nhỏ như vậy. Hai vụ kiện trên tại Pennsylvania được tòa án phân xử lần lượt vào ngày 13 và 17 tháng 11. Tuy nhiên sau đó thì hai thẩm phán đã bác bỏ cả 6 vụ kiện từ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump ở vùng ven biển phía đông này. Và hạn chót cuối cùng để chính quyền bang Pennsylvania xác định kết quả bỏ phiếu cuộc bầu cử này là ngày 23 tháng 11. Tuy nhiên, tờ báo Wall Street Journal nhận định rằng chiến thắng ở Pennsylvania phần nhiều mang tính biểu tượng vì phán quyết vừa nêu trên thực tế chỉ ảnh hưởng đến một lượng phiếu nhỏ gồm có phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư. Quy mô số phiếu được tòa cho là không hợp lệ này chưa đủ để lật ngược thế dẫn trước hiện nay khoảng 53.000 phiếu của ông Biden tại Pennsylvania. Ngoài bang Pennsylvania, nhóm của ông Trump cũng đệ đơn yêu cầu thẩm phán bang ngăn chặn việc chính thức xác nhận kết quả bầu cử tại hai bang khác, đó là Michigan và Arizona, đều là nơi ông Biden được truyền thông dự báo đã giành chiến thắng. Còn tại các bang Georgia, Wisconsin và Michigan, một số nhóm cử tri ủng hộ ông Trump đã cử luật sư đại diện cho họ nộp đơn kiện lên tòa liên bang, yêu cầu loại bỏ các quận có rất đông người dân chủ khỏi kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Giới chuyên gia về luật bầu cử của Mỹ cho rằng cần phải có những chứng cứ kiểu bom tấn thì mới mong làm thay đổi kết quả bầu cử. Và trong bối cảnh Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump khăng khăng khẳng định có gian lận trong bầu cử, thì các cơ quan đặc trách an ninh và tuyển cử tuyên bố là không có bằng chứng bầu cử bị tin tặc phá hoại. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo vào ngày 12 tháng 11, cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng CISA trực thuộc Bộ An ninh Nội địa về tính đáng tin cậy của cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11.
Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng CISA trực thuộc Bộ An ninh Nội địa khẳng định như sau. Bầu cử vào ngày 3 tháng 11 là cuộc bầu phiếu chắc chắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cho dù là đối tượng của một chiến dịch bóp méo thông tin và cáo buộc không có cơ sở. Thông cáo của cơ quan này nhấn mạnh là không có một chứng cứ nào cho thấy hệ thống bầu cử đã xóa, làm mất hoặc đánh tráo lá phiếu hay bị tin tặc dưới bất cứ hình thức nào. Tờ báo New York Times cho biết trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 11 đã liên hệ với các quan chức bầu cử cấp cao nhất tại toàn bộ 50 bang của Mỹ để hỏi xem họ có nghi ngờ hay có bằng chứng nào về gian lận bầu cử hay không. Theo báo cáo này, đã có ít nhất 45 bang phản hồi trực tiếp với báo cáo, tất cả đều nói không có bằng chứng nào cho thấy đã có sự gian lận hay vi phạm nguyên tắc bầu cử nào tác động đến kết quả bầu cử tổng thống của năm nay. Phó thống đốc bang Texas, ông Dan Patrick, thậm chí còn tuyên bố treo thưởng $1 triệu cho những báo cáo gian lận bầu cử có đủ chứng cứ đích đáng. Và việc ông tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ vẫn cương quyết không chấp nhận thua cuộc và tiếp tục khẳng định trên mạng xã hội, trên tweet là đã có gian lận trong bầu cử, khiến phe dân chủ tỏ ra nóng lòng. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số dân chủ ở Thượng viện, phát biểu trong sự bực tức như sau. Các vị thượng nghị sĩ Cộng hòa hãy đừng phủ nhận thực tế. Các vị hãy dừng gieo rắc mọi mối nghi ngờ một cách có chủ ý và thiếu cẩn trọng về tiến trình dân chủ của chúng ta. Đó chẳng qua chỉ là một sự suy sụp tinh thần của Đảng Cộng hòa. Không có gì khác hơn là một màn trình diễn chính trị thảm hại cho một khán giả duy nhất, đó là Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, bức tường chắn của Đảng Cộng hòa để bảo vệ chủ nhân Nhà Trắng cũng bắt đầu có rạn nứt khi một số thượng nghị sĩ thuộc phe Tổng thống cho rằng Biden phải được tham gia vào các cuộc họp giao ban của các cơ quan tình báo Mỹ. Đây là hình ảnh thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Langford, đại diện của bang Oklahoma, người đầu tiên của Đảng Cộng hòa lên tiếng cho rằng ông Biden phải được chia sẻ các báo cáo mật của cơ quan tình báo Mỹ. Vào ngày 11 tháng 11, phát biểu trên đài phát thanh địa phương KEMQ, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Langford, đại diện bang Oklahoma, nhấn mạnh như sau: không có gì sai trái khi cựu phó tổng thống Biden nhận được báo cáo tình báo để ông có thể chuẩn bị cho bản thân và qua đó có thể sẵn sàng đảm đương công việc. Không có gì mất mát từ việc ông Biden nhận được các báo cáo tình báo. Nếu điều đó không xảy ra vào ngày 13 tháng 11, tôi sẽ chính thức can thiệp. Điều đó cần diễn ra bất kể kết quả bầu cử được diễn ra theo chiều hướng nào. Sau đó, vào ngày 12 tháng 11, có thêm 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ủng hộ việc ông Biden được nhận báo cáo mật. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, đại diện của bang Iowa và thượng nghị sĩ có thâm niên lâu nhất phía bên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, nói rằng ông Biden phải được nhận báo cáo mật để có thể chuẩn bị sẵn sàng đảm đương trách nhiệm của mình. Và thượng nghị sĩ John Thuner, đại diện của bang South Dakota và là lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cũng nói rằng ông Biden phải nhận được các báo cáo mật. Theo thượng nghị sĩ Thuner, việc chuẩn bị cho mọi tình huống là điều hợp lý. Trong khi đang có kiện tụng, ông không thấy có vấn đề gì với việc cựu phó tổng thống Biden nhận được báo cáo tình báo từ khía cạnh an ninh quốc gia. Đây là sự liên mạch cần phải có. Và đáng chú ý là thượng nghị sĩ Lindsey Graham, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ Robert Portman, người có nhiều ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa, hai nữ thượng nghị sĩ có quan điểm ôn hòa là Lisa và Susanna Collins đều cho rằng ông Biden nên nhận được các báo cáo tình báo vào thời điểm này. Và một sự kiện đáng chú ý khác là Trung Quốc đã lên tiếng chúc mừng Tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Một tuần sau khi truyền thông Mỹ loan tin ông Biden đắc cử, chính quyền của Trung Quốc mới gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Biden trong một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố như sau: Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Mỹ và chúc mừng ông Biden và bà Harris. Ngay trước đó, vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào các hãng công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội nước này. Sắc lệnh của Nguyên thủ quốc gia nêu rõ lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, tức là 9 ngày trước khi cuộc bàn giao quyền hành lãnh đạo diễn ra. Vẫn theo văn bản này, những công dân Mỹ nào có phần hùn theo các lợi ích tài chính khác trong số 31 doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách bị cấm có thời hạn đến tháng 11 năm 2021 để sang nhượng lại cổ phần. Trong sắc lệnh,
Tổng thống Donald Trump khẳng định Trung Quốc ngày càng lợi dụng đầu tư của Mỹ để phát triển và hiện đại hóa các hoạt động quân sự, các cơ quan tình báo và nhiều hệ thống an ninh khác, cho phép nước này trực tiếp đe dọa đến Mỹ và đội quân của Mỹ đồn trú ở nước ngoài. Vẫn theo chủ nhân Nhà Trắng, tiền của công dân Mỹ đầu tư trong những doanh nghiệp nằm trong danh sách đen của Mỹ cho phép Bắc Kinh cải tiến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tiến hành cuộc chiến tin tặc chống lại nước Mỹ và người dân nước Mỹ. Và các doanh nghiệp Trung Quốc bị tư pháp Mỹ nhắm đến là những công ty nhà nước và tư nhân hoạt động ở các lĩnh vực hàng không, vận tải hàng hải, xây dựng, viễn thông và nhất là các doanh nghiệp công nghệ mới. Cùng ngày 12 tháng 11 năm 2020, ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh đã nói rằng Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc. Sau đó, Đài Bắc đã lên tiếng tán đồng và cảm ơn phát biểu của ông Pompeo. Tổng biên tập tờ báo Hoàn Cầu Thời báo Hồ Tích Tiến viết trên trang tweet sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã chúc mừng Biden như sau: "Tôi ủng hộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc chúc mừng Biden. Tôi nghĩ đây là lỗi của Pompeo. Thái độ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện tại đối với Trung Quốc sau cuộc bầu cử là quá tệ. Người dân Trung Quốc hy vọng sẽ thấy ông Pompeo ra đi, bất kể người kế nhiệm của ông có mang lại rắc rối gì cho Trung Quốc." Nhà quan sát Đặng Duân bình luận Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể chịu được Trump, chịu được Biden hay bất kỳ ai, miễn là không phải Pompeo. Với ông, chính là người liên tục chọc vào những chỗ hiểm nhất của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 với bản tin 306 phiếu cho Biden, 232 phiếu cho Trump, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.